Dạ vâng, em chào các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Hôm nay em lại đang có mấy kiện hàng từ Nhật về các bác ơi. Hôm nay có 5 kiện tất cả các bác. Sau đây em sẽ đi vào em khui từng kiện ra các bác nhé. Khui từng kiện ra xem ở trong đây có những cái gì này. Mũ bảo hiểm này. Cứ để đây nè. Đây một cái mũ này. Hộp sửa chữa, một cái hộp đồ để sửa chữa. Đây các bác này. Đấy. Nào chưa có cái này thì mua đấy một bộ này. Về nó rất là tiện, trong đây nó gần như nó đầy đủ hết các bác này. Giày ấy. Trong này chắc là đôi giày. Giày này run lại đấy à. Một đôi giày của Shimano, thì màu đẹp dã man luôn. Áo này. Áo đẹp như mới luôn. Đây cũng là áo nốt này. Đây là một chiếc áo nữa này. Chiếc áo Kamba Glolo. Đó. Của Ý luôn các bác ơi. Đẹp lắm. Đây cũng loại áo nữa này. Úi giời. Nó đẹp này. Đó. Rất là nhiều áo thì này nhiều áo lắm các bác, rất nhiều áo để các bác lựa nhé. Đẹp chưa? Một lô áo Conanco. Đây một cái nữa này. Conanco. Ở đây cái yên xe. Quên lúc nãy không tắt chế độ. Bật cái chế độ chế độ người gọi à? Ừ. Kính đang quay một con người gọi đến là nó mất luôn. Rất là nhiều đồ giấy tờ mua bán gì đây. Ở trong đây cái gì nữa đây, túi này. Chiếc xe sẽ cốt được phải. Đây là chiếc xe sạc cốt. Một chiếc sạc cốt xay ghét chạy giúp 6.800. Con này size nhỏ các bạn. Em để đây cái. Đi bật.
gì đây, cảm biến của đồng hồ kết ai. Ô, đây cũng có khóa số này. Không biết cái này đâu. Không biết, nó tan nhét đồ vào đấy. Để khui cái thùng bên này. Móng rồi. Ở đây là một đôi vành dày. Dày này. Một chiếc mũ cát của BNC. Cái này sai rồi. Quay không? Một đôi vành carbon. Quay bánh, quay hẹp mà tôi đỡ nhỉ. Cuối cùng xa 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 này lít. Trong đây chưa biết là này xích. Một giờ sợi xích 9S. Yên. Một chiếc áo. Mũ bảo hiểm. Đây bê đan. Bê đan này. Đây chưa biết cái gì. À, group điện này. Group điện. Áo à. Quay đây. Rất nhiều hàng như bố. Hôm nay về rất nhiều hàng. Hôm nay nhiều hàng về để bán cho các bác đây. Rất là nhiều hàng đây. Mũ đây. Ô, quả mũ này. Ốc BA này. Một chiếc mũ cát. Ô, form đầy mới, màu quá đẹp. Một chiếc laser. Giày đấy các bác ơi. Một đôi giày bông chân cơ. Khóa bò hải ở đây các bác này. Khóa đây với ác ồn này. Áo này. Ui, nhiều thế. Giày CD này. Bình nước này. Đây để có áo này. Hai cái luôn. Này, áo rất là nhiều. Trong đây thì chưa biết là cái gì. Đây đã. Mũ. Đây một cặp bánh. Một cặp bánh carbon. Đây, áo tiếp các bác. Đợt này em mua rất là nhiều áo các bác. Thao lựa chọn một chiếc áo thương hiệu con bọ cạp này. Đây một chiếc nữa. Rất là giả man luôn. Một chiếc Santini. Ôi chiếc này đẹp thế. Giày này. Áo này. Hả? Con đi đạn. Cái này đẹp này. Ôi cái áo đẹp thế. Ô cái này chắc đẹp mà.
Để nó mặc luôn. Để mặc hết. Úi xời, đẹp chưa? Quá đẹp. Đây cũng áo nữa. Này anh để mặc luôn à? Mặc hết. Đây trên nữa. Rất nhiều áo luôn. Đây chưa biết cái gì. Đây clip. Bê đan. Lóc kéo này. Đây một đôi Shimano này. Thế nhỉ? Sao lại có cái clip nằm ở đây? Để quay trong rất là nhiều. Đấy, giày đạp xe cho các bác nào mà không đi cá này. Tính nhá. Giày này. Sao lại có 3 cái vậy nhỉ? À đây nữa. Đây không phải. Tính. Đi thấy. Ở đây. À cái chết rồi. Bánh này. Úi giời. Bánh như là bà cạn trớn dã man. Còn đây chưa biết cái gì. Cả dân luôn rồi. Đi bật. À, cái này là bộ group điện 9070. Bật cứ để đấy. Nó nằm ở trong đấy. Ui sao nhiều thế bố. Đây này này. À, cái này là cái máy tập. Cái này là cái máy tập mà ở nhà mùa đông các bác không đi ra đường được thì các bác tập cái này. Trong nhà cho con tập được bố nhá. Ờ. Đạp xe ấy. Ấy. Hôm nay em về được đống to như đống dơm mình quan. Rất là nhiều các bác nhé. Cái này thì em sẽ lên video clip em báo giá từ từ các bác nhé. Bây giờ thì em chưa check được giá đâu. Ok. Chưa có giá và cũng chưa có sai nên các bác thông cảm rồi em chưa báo giá được các bác nhé. Em sẽ lên video em báo từ từ các bác. Rồi em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Công Tiền. Chào các bác.